nay bạn tin chưa bán đầu nha các bạn. Nay bạn tin bán gì nè, bạn tin giới thiệu cho các bạn xem coi. Dệt. Để chơi con dệt. Cái hộp. Cái đồ để gì đây? Bạn tin tập lực hả? Cái lục lạc của em mà bạn tin tập lực á. Để gì nữa? Đây là cái quạt của mẹ chị Trung. Để gì nữa? Xe. Rồi, gì nữa? Sữa chung. Chị Trâm mua được cái hộp rồi. Có trả tiền anh hai chưa chị Trâm? Chưa nữa. Trả tiền cho anh hai đi chị Trâm. Khỏi thói luôn. Khỏi thói luôn, hai lấy tiền rồi. Rồi, để anh hai rau đi coi có ai mua nữa không. Này có hai cái bịch gì, cái bịch gì bự đây nè, xin bạn tin. Bịch gì đây? Bạn tin bán đồ hàng bông nữa các bạn ơi. Bán trái bầu nè, đồ bắp nè, mướp. Trái cây nữa nè, thanh long nha. Rồi rau đi coi có ai mua gì không tin ơi. Ai mua đồ không? Ai mua đồ không? Ủa, ai bán gì vậy ta? Ai bán gì vậy ta? Đây có một em bé sóc đây, em bé sóc tới đây. Ui anh tin bán nhiều thanh long quá, thanh long nhìn ngon quá. Anh tin ơi, thanh long bán làm sao vậy? Cái 40.000. 40.000 hả? Nguyên vỏ luôn hả anh Tin? Rồi bán thêm bé sóc đi. Rồi em bé sóc mua một vỏ thanh long. Vậy 40.000. Đây 40.000 đây. Vậy hỏi thói cho em bé sóc luôn. Hỏi thói luôn. Đây em bé sóc về nhà đây. Rồi em bé sóc đem thanh long về nhà nha. Rồi nói với Pikachu đi. Pikachu ơi, hồi nãy mình thấy ở chỗ anh Tin bán đồ ăn nhiều lắm á, Pikachu có ăn gì lên chỗ anh mua ăn nha. Vậy hả, vậy hả, thì mình đi liền đây. Bye bye. Giờ nói bạn mua gì một vỏ luôn vậy? Bạn mua gì một vỏ luôn vậy? Ôi mình mua một vỏ thanh long luôn, anh Tin bán có 40.000 hà, rẻ quá, mình mua một vỏ luôn. Rồi vậy ha, vậy mình đi lên chỗ mình coi còn gì rẻ nữa không mình mua nha. Ủa anh Tin bán gì nhiều quá vậy anh Tin? Xe. Bạn muốn mua xe hả? Xe hả? Xe đó dễ thương quá à. Cho mình coi ra nhiêu tiền vậy? 40.000 luôn. 40.000 luôn hả? Rồi một chiếc xe cảnh sát luôn, 40.000 luôn. Để mình, để em Pikachu mua anh Tin cái này nha. Rồi gì nữa? Anh Tin còn bán gì nữa? Bán bầu nữa nè. Đâu? Một cái bầu. Cái bầu này nhiêu tiền vậy anh Tin? Ui nặng quá. Cái đó cứ kính 40.000. Ui cái bầu này tới 40.000 nữa hả? Bầu mùa Covid mắc thê chứ. Mà giờ thèm bầu rồi cũng ăn bầu luôn chứ làm sao giờ. Rồi đây em mua trái bầu luôn. Giờ đem về đi. Rồi. Rồi để tiền cho anh Bi, anh nè, Pikachu trả tiền cho anh nè. Đó. Hỏi thói gì? Hỏi thói cho Pikachu. Hỏi thói luôn hả? Ê anh Tin có cái gì ở đằng sau kia kìa. Nó cái gì treo đó đẹp quá vậy. Cái quạt đó. Cái quạt đó, cái quạt đó, quạt thử em xem coi còn quạt được không anh Tin? Không có. Sao vậy? Hết pin rồi, nãy giờ đi chơi mà. Chơi không gắn pin vô hả? Dạ. Vậy có anh Tin có bán pin không? Em thích cái quạt đó quá à. Mua bán pin luôn hả? Ui uổng quá. Vậy tính tiền em như đây thôi, em đi về nha, tắm biển tiếp nha. Thôi bán này chơi luôn đấy. Bán chơi luôn hả? Vậy đeo vô cổ cho em đi. Rồi đó. Rồi cái này nhiêu tiền? Bán chơi thôi cho luôn đi ha. Dạ cho luôn, hỏi hết tiền đi. Rồi lấy tiền luôn, cảm ơn anh Tin nha. Dạ. Anh Tin thiệt là tốt bụng quá đi. Tạm biệt anh Tin nha. Dạ bye bye. Bye bye. Đang xếp bông về luôn. Đây, ship về tới nhà luôn. Rồi. Ê. Rồi hỏi bạn Sóc đi. Hỏi bạn Sóc cái gì? Hỏi bạn Sóc mình mua gì đồ lắm. Bạn Sóc ơi, mình mua nhiều đồ lắm nè bạn Sóc. Mua đàn tiệm của anh Tin á, mình mua một trái bầu nè.
Rồi chiếc xe nữa, được anh Tiên tặng cho mình cái máy quạt nữa nè. Đã chứ vậy, đã quá vậy, anh Tiên tặng quà nữa hả? Ủa vậy mà nãy anh Tiên không tặng cái gì cho mình hết, mình mua nguyên vỏ thanh long luôn. Đâu đâu giờ bạn lại bạn hỏi anh Tiên có cho bạn gì không? Ờ được được được. Anh Tiên ơi, nãy anh Tiên cho bạn đi cách chung một cái túi quạt luôn hả anh Tiên? Dạ. Anh Tiên có gì cho em chơi không? Em buồn quá à, em mua nguyên vỏ thanh long rồi anh Tiên không cho em gì hết trơn á. Ồ, anh Tiên cho em một cái con vịt luôn hả anh Tiên? Ui, thích quá đi, thích quá đi, cảm ơn anh Tiên nha. Dạ, hết tiền, khỏi hết tiền luôn hả? Khỏi, cho mà. Tạm biệt anh Tiên nha. Dạ, bye. Bye. Dạ. Bye. Video đến đây là hết đi anh Tiên. Chưa hết, còn nhiều đồ lắm. Còn nhiều đồ lắm hả? Bán chừng nào mới hết, mới nghỉ hả? Dạ. Còn nhiều đồ lắm, bán cho hết đi. Vậy anh Tiên rau bán đi. Ai mua đồ không? Ai mua đồ không? Ê, em sẽ chum mua gì không? Em sẽ chum à. Em Pikachu hả? Rồi em Pikachu đi mua đồ nha. Ê cha, có cái này tập lực sướng lắm nè anh Tiên ơi. Cái này nè, cái này cũng chơi hả? Ờ à, cái xe đó nữa chở hàng được luôn á. Ờ, xe đỏ luôn chứ sao giờ. Rồi, nên chở sữa luôn. Rồi, nhiêu tiền nha anh Tiên? 50 ngàn. 50 ngàn hả? Nè, biết cái chú trả tiền cho anh Tiên nè. Dạ, rồi, tạm biệt. Tạm biệt nha. Dạ, đẩy thủ lên nha. Rồi. Rồi, cảm ơn Tiên. Dạ, cần một bộ nữa nha. Ai mua thì mua. Lẹ lên, còn bọc đầu nữa hết rồi. Em bé Sóc đi mua hàng đây. Anh Tiên ơi, bác cho em bọc đồ này đi anh Tiên. Nhiêu tiền nha anh Tiên? Để trong bọc luôn đi anh Tiên ơi. Nhiều lắm. Được chưa? Rồi, anh Tiên giao hàng tặng nhà luôn. Rồi, tới nhà rồi. Cảm ơn anh Tiên nha. Dạ, nhiều á. Nhiều. Rồi, tạm biệt đi. Con muốn bán nữa quá. Thì tạm biệt đi rồi bán nữa con. Chào tạm biệt các bạn đi. Tạm biệt các bạn video.